bám sát chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Không chỉ cộng đồng giáo dân, mà người dân trên địa bàn thành phố cũng luôn đeo cao ý thức phòng dịch khi đến nơi cộng đồng để đón mừng mùa lễ Giáng sinh. Có thể nói là chấp hành nghiêm các biện pháp phòng COVID-19 và tuân thủ quy định 5K đã dần đi sâu vào nếp sinh hoạt của mọi người. Cứ vào mỗi dịp Noel, nhà thờ được trang trí bắt mắt với bông tuyết, đèn dây rực rỡ là nơi thu hút nhiều người đến để tham quan, chụp ảnh check-in. Tại những nơi công cộng như thế này, không đợi ai nhắc nhở, mỗi người dân tự giác chấp hành các quy định phòng dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh trước đại dịch COVID-19. Trước thềm Giáng sinh thì tụi mình cũng muốn đến những điểm check-in, nhưng mà cũng muốn là tuân thủ 5K phòng chống dịch cũng để tụi mình được chơi Noel vui vẻ hơn ấy. Tại các xóm đạo của xã Hòa Sơn, không khí Giáng sinh cũng đã lan lỏi khắp mọi nơi. Không phân biệt lương giáo, ai nấy đều hân hoan chào đón Noel và nhắc nhở nhau tuyệt đối không chủ quan lơ là trước sự lây lan của dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh thì bà con nhân dân cũng chống dịch, cũng bảo đảm an toàn để phòng chống dịch đó, chứ còn lễ Noel năm nay thì chắc cũng không có, cũng tổ chức vừa đó, chắc cũng không làm gì mà cho lớn lắm. Bà con ở đây thì tổ chức rất là ít người, nhà cũng vài ba người đó, cũng có ý thức phòng chống dịch, là cũng đeo khẩu trang, đứng cách hợi xa nhiều. Từ nhiều năm nay, Giáng sinh đã trở thành ngày lễ chung của tất cả mọi người, là dịp để gắn kết và thêm hiểu nhau hơn. Lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường. Cộng đồng giáo dân nói riêng và người dân thành phố nói chung cùng ước nguyện cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi, nhịp sống bình thường dần trở lại để chào đón năm mới với những hy vọng và khởi sắc.